chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không happy to easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 Good morning, Little Saigon. Trong buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, 22 tháng 6, 2023, cùng với Lê Thái, với Nguyễn Trường đây sẽ gửi đến quý vị những phần tin tức trong cà phê sáng ngày hôm nay. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến anh Nguyễn Trường. À, thưa quý vị, chúng tôi có ở miền Bắc California là đài số 16 11 ở Houston, Texas là 27.6 và ở miền Nam California là 56.10 đồng thời cũng coi live stream cũng như là coi lại sau đó ở trên uh, mạng xã hội Facebook thì quý vị gõ vào Little Sài Gòn TV tin tức ở trên uh, YouTube thì quý vị gõ vào uh, Little Sài Gòn TV Official đó là hai trang uh, mạng xã hội cũng như là quý vị coi trực tiếp ở trên màn ảnh nhỏ ừ. xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả khắp nơi từ màn hình lớn tới màn hình nhỏ điện thoại di động, tablet gì đó đang coi ở nhà ừ. chỗ nào có phương tiện internet thì quý vị có thể kết nối được với chúng tôi à, Có nhiều bản tin được cập nhật ngày hôm nay Dạ vâng, à, trước khi mà vào bản tin thì hỏi là không biết là người nông dân như này như thế nào <laughs> à, Mạnh khỏe, bình thường, dạ khỏe vâng. re luôn à, Ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị cũng đang à, muốn biết là đã tìm được con tàu lạnh Titan Mà đi xuống dưới Đại Tây Dương để nhìn cái tàu Titanic nó như thế nào rồi thưa quý vị cho tới sáng ngày hôm nay theo như dự tính là số lượng oxy ở trong cái cái tàu lạnh Titan này nó sẽ cạn kiệt. Nhưng cũng có nhiều yếu tố thì, thì có thể cái con số người ta dự tính thôi. Nhưng mà cũng có nhiều yếu tố có thể nó cũng còn được một ít cái lượng oxy sau 8 giờ sáng ngày hôm nay. Thí dụ như là nếu mà chúng ta đang ở trong một cái trạng thái gọi là hồi hộp, hồi hộp à. Rồi mình lo cái chuyện này lo chuyện kia đi mình thở nhiều đi thì nó sẽ cái lượng oxy ở trong con tàu đó nó sẽ nhanh hết lắm. Nhưng nếu chúng ta tập ngồi bình tĩnh, ngồi thiền, thở nhẹ nhàng thì cái lượng oxy nó cũng có thể kéo dài hơn 8 giờ sáng ngày hôm nay ngày 22 tháng 6 theo giờ của địa phương ngay chỗ cái vùng mà cái cái tàu lạnh này mất tích nè. Đó thì người ta nói rằng là cũng có thể qua 8 giờ sáng ngày hôm nay kéo dài một vài tiếng sau đó nữa thì cái lượng oxy vẫn còn cho nên người ta hy vọng rằng là cái cuộc chạy đua với thời gian hiện nay để tìm kiếm cái con tàu này đó vẫn còn đang là rất là khó khăn. À, sáng ngày hôm nay thì một số những người tham gia trong cái cuộc gọi là chạy đua với thời gian để tìm kiếm con tàu mất tích này đó họ cho biết rằng là có nhiều phương tiện đã không tới kịp. Đó là nó cái đường chuyên chở nó khó khăn cũng như là vận chuyển để đưa những cái phương tiện tối tân hơn đó để đến đó nó nó còn gặp nhiều trở ngại lắm cho nên họ nói rằng là hy vọng rằng là sẽ có đủ phương tiện để mà tìm hiện tại thì có một chiếc uh, tàu ngầm khác đã được tới được cái uh, đáy biển của ngay cái, cái tàu Titanic rồi thì họ đang đi tìm kiếm cái tàu Titan thần kia và họ vẫn chưa thấy cái dấu vết thì không biết là cái tàu Titan có được nằm ngay ở chỗ gần gần cái gần cái khu vực tàu Titanic, Titanic hay không nhưng mà người ta hy vọng rằng là sẽ tìm kiếm được tại vì bây giờ một cái tàu lạnh khác mà dùng hệ thống remote control đó điều khiển Chưa từ xa đó thì họ đang đi tìm ở dưới đó và họ quay được những cái hình ảnh người ta gửi lên trên mặt nước cho những cái tàu bè cũng như là uh, máy bay để nhìn thấy coi là có nhìn thấy những cái gì hay không phát hiện ra là có cái dấu hiệu gì, gì lạ từ cái con tàu mất tích hay không cho nên tới giờ phút này vẫn chưa tìm được con tàu Titan và trong khoang tàu thì có 5 người. Đó, thì quý vị thấy là có một người Pháp, một người Anh, hai người Pakistan, một người Mỹ và nói về cái trong cái tàu Titan mà đi xuống dưới đại Tây Dương như vậy đó. Không phải là giống như là mình ngồi máy bay cái đâu, có ghế yeah. ngồi rồi này kia đâu, không phải là ngồi rộng rãi như vậy mà nó rất là chật hẹp. Có những cái hình ảnh đó người ta nói là trước đây có nhiều người đã từng đi vào năm 2022 thì có một người mấy tây cơ cũng là một nhà thám hiểm thì họ hôm nay trả lời báo chí cho biết họ nói rằng là tôi chưa từng thấy là đi thám hiểm trong một cái tàu tay trong một con tàu tay thành này nè. Mà hồi đó năm 2022 cũng đã đi lạc hết một lần rồi rồi mất tín hiệu với tàu mẹ luôn nữa mà họ nói rằng là vô trong đó ngồi chật chội năm người này nè ngồi chật chội nè có một cái lỗ tròn tròn bằng kiến để coi thôi để nhìn ra nghe ngoài nghe thôi ngắm. chứ không phải là cái ghế nào cũng có cái cửa sổ để mình nhìn đâu không có năm người đều cùng nhìn ra một cái lỗ ngay trên cái đầu cái, cái tàu cái tàu ngầm đó để nhìn ra nó không có gì lấy gì làm thoải mái lắm nhưng mà những người mà thích thám hiểm thì người ta lại thấy nó càng ly kỳ nó càng gọi là à, à, hào hứng khi mà được ngồi trong cái tàu Titan mà xuống tới đáy biển nhìn thấy cái tàu Titanic hồi xưa nó như thế nào, bây giờ nằm hơn 100 năm dưới đáy biển rồi thì coi như bây giờ nó đang như thế nào nữa thì những cái hào hứng đó đó tôi thấy nó ghê quá, có tiền chắc cũng không dám đi xuống dưới đó như vậy, nhưng mà cái này là những cái người mà có cái máu đó, họ nói rằng trời ơi phải đi coi cho bằng được, phải thám hiểm phải phải làm sao đó cho bằng được nhìn thấy cái tàu nó vĩ đại như thế nào ở dưới lòng biển. Dạ vâng, à, đâu phải là rẻ đâu anh Một cái ừ. giá vé mà để mà chúng ta ngồi vào trong cái chiếc tàu Titan này thưa quý vị à, Giá vé là 250.000 Mỹ Kim là ít nhất Mà năm người ngồi trong đó là toàn là những người vị tỷ phú không Mà cũng hy vọng rằng là chiếc tàu này sẽ được tìm tìm được thưa quý vị Tại vì hiện nay á, thì à, một số người người ta trong cái công tác mà người ta cứu hộ Và người ta nói rằng là cái viễn cảnh á, mà đang đặt ra cho cái những cái người đang nằm ở trong cái khoang tàu này á, Đó là cái viễn cảnh mà thiếu oxy và khi mà giống như anh Trường nói, khi mà cái lượng mà oxy ở trong đó nó giảm dần thưa quý vị, điện thì mất mà tất cả mọi thứ ở bên trong nó đều tối tăm. Rồi cái lượng mà chúng ta vừa hồi hộp, chúng ta vừa thở thì chúng ta lại vô tình chúng ta thải ra cái chất gọi là carbon dioxide. Thì cái chất này nó tích tụ lâu và nó nó tràn ngập thì tự chúng ta tự giết chúng ta có nghĩa là khi mà cái lượng mà dioxide nó quá nhiều ở trong một cái khoang tàu quá nhỏ thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ dẫn đến là nó gây cho những cái người ngồi trong các khoang tàu đó thưa quý vị sẽ trở nên giống như vào cái trạng thái là ngủ mê hôn mê và khi đó chúng ta sẽ dần dần chúng ta thiếu oxy và và bị chết não và hy vọng rằng ở trong những cái công tác cứu hộ này thì chúng ta cũng sẽ cứu được những cái à, những cái vị tỷ phú ở trong đây và đây cũng là một cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy rằng là đâu phải là chúng ta có tiền, chúng ta muốn đi thám hiểm là chúng ta cảm giác chúng ta hạnh phúc đâu. Đôi lúc có những cái cái mà em không phải là nói chuyện suối quẩy về những cái người tỷ phú này nhưng mà có những cái vụ giống, giống như là vài tuần qua cũng có một cái con gái của một vị tỷ phú ở Australia cũng chết vì đi dạo bằng cái chiếc trực thăng cũng rớt xuống. 5 người trên chiếc trực thăng đó thì chúng ta thấy rất là tội nghiệp đúng không? Lê Thái nhìn thấy cái hình mà chúng tôi đang coi ở đây nè, chỉ có một cái ống kiến nhỏ tí đây cành tròn tròn đây nè, đó wow. để nhìn ra ngoài thôi mà năm người ngồi trong cái 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 khoang của cái tàu gọi là tìm thủy đỉnh đó này nhìn ra cái này để nhìn thấy cái con tàu Titanic mà bây giờ năm người thì đang là rất là hồi hộp là tại vì theo như ước tính thì lượng oxygen ở trong này nó sẽ hết. Trong 8 giờ sáng ngày hôm nay Bây giờ thì là 8 giờ sáng bên miền đông của Hoa Kỳ rồi dạ. Bây giờ là 7 giờ thì bên đó là đã là 10 giờ rồi đó Coi dạ. như là hết 2 tiếng đồng hồ vừa qua rồi Thì bây giờ càng ngày nó càng khó khăn hơn cho cái đội đi tìm kiếm Là tại vì họ nói rằng ước tính là sẽ hết 2 tiếng đồng hồ vừa qua rồi Nhưng mà hy vọng rằng là nếu trong này người ta bình tĩnh hơn Và người ta... Uh, không có tiêu thụ nhiều cái lượng oxygen đó thì vẫn còn có thể kéo dài được thêm một thời gian nữa nhưng mà uh, hiện tại thì cái phương tiện mà để tìm kiếm đó, nó cũng gặp khó khăn trên cái con đường vận chuyển cho nên chưa biết được rằng là khi nào thì cái cái cái, cái đội uh, mới được có được những cái tín hiệu hay là những cái, cái 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 gọi là hình ảnh mà tìm thấy được cái xác con tàu này bây giờ cái vấn đề mà đưa lên cũng khó nữa nha tại vì không có sợi dây nào mà nó nó dài tới ba ngàn mét như vậy không khí, nữa. Thật là không À, vì chúng ta chỉ hy vọng vào cái sức mạnh của những người ngồi trong cái khoang tàu này thôi. bởi vì Đúng rồi. sức khỏe và sức mạnh tinh thần nó có thể là giúp cho chúng ta có thể trụ lại lâu ở trong cái điều kiện mà khắc nghiệt như thế này, nhiệt độ không độ c, độ có độ sâu như vậy và chờ đợi từ từng giây từng phút một thì chúng ta hy vọng rằng à, những cái vị tỷ phú những cái người trong cái con tàu này sẽ được cứu thôi quý vị. mà ở dưới này đó thì là băng giá đó cho nên rất là lạnh và cái cái thân nhiệt con người của nó cũng ảnh hưởng quan trọng tới cái việc mà ngồi ở trong đó bình tĩnh như thế nào nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714-741-2008. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng với Nguyễn Trường và Lê Thái. À kính thưa quý vị, trong uh, từ xưa đến nay á, thì cái vấn đề mà lừa gạt của những cái bọn mà lừa gạt uh, tất cả mọi hình thức, nhất là những cái đứa mà ăn trộm những cái thẻ ngân hàng rồi những cái đứa mà nó 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 stolen nó ăn cắp xe hoặc là nó đập cửa kiến xe của chúng ta rồi nó ăn cắp thẻ rồi nó ăn cắp tất cả mọi cái thông tin liên quan đến cá nhân của chúng ta rồi bắt đầu nó làm những cái hành động rất là phi pháp để mà ăn cắp tiền và ăn cắp những cái thông tin cá nhân của chúng ta. À, trong 2 năm đại dịch đó, từ năm 2020 cho đến năm đầu năm 2022 thì uh, chính phủ Hoa Kỳ của chúng ta phải đối mặt với cái tình trạng là gian lận EDD có nghĩa là tiền trợ cấp thất nghiệp. Như anh vừa đã biết thì chúng tôi vẫn đưa đến quý vị những cái thông tin liên quan đến những cái cá nhân cũng như là những cơ sở kinh doanh uh, lừa gạt bằng cách là chúng ta khai gian những cái số tiền mà trợ cấp thất nghiệp để mà chúng ta ăn ăn ở trên cái số tiền của chính phủ đó thì uh, cũng đã giải quyết một phần nào đó rồi nhưng hiện nay thì cơ quan của Hoa Kỳ người ta bắt đầu người ta à, ra một cái thông cáo mới thưa quý vị là rất là nhiều những trường hợp à, trong những cái ngày tháng vừa qua nó đã tấn tới là ăn trộm cái thẻ gọi là thẻ EBT có nghĩa là những cái thẻ như, như là cao fresh hoặc là cao work hoặc là những cái thẻ mà food tem mà quý vị đang xài bằng cách là những cái bọn này thưa quý vị nó có thể là nó gắn những cái thiết bị bị thiết bị định vị ở trên những cái cây ATM và cái thiết bị bị này nó có thể làm nó nó quét qua những cái thẻ và nó có thể gắn camera nữa thì nó sẽ xem hết mọi cái thông tin cũng như là số thẻ của chúng ta và nó làm một cái thẻ mới và kính thưa quý vị vừa qua thì uh, cơ quan Money người ta nói rằng là những cái thẻ như là uh, Cowork và Cowface đang bị uh, đặt những cái máy theo dõi ở trên ATM để mà sau đó thì nó nhân bản những cái thẻ này ra và bắt đầu uh, nó rút cạn những cái tài khoản những cái số tiền ở trong những cái thẻ này và thường thì nó sử dụng là rút rút hết tiền hoặc là nó sử dụng để nó mua hàng hóa và hiện nay nếu như mà không có cái tính năng mà chip hoặc là để quét bảo vệ ở trên những cái thẻ thì những cái thẻ mà chúng ta đang đang sử dụng nó giống như là một cái thẻ mà giống như cái thẻ discount rất là bình thường của tất cả các cơ sở thương mại người ta đưa cho chúng ta và vào tháng 5 vừa qua thì tổng trưởng lý ở tiểu bang Michigan là ông Dana Neso nói rằng là bang này đã bắt giữ là ba người. Ba người này điều hành một cái đường dây lừa đảo hơn 8.000 cái thẻ. Và hầu hết là trong đó thì những cái thẻ này nó xuất phát từ cái chương trình là CalWork hoặc là CalFresh của California. À, đã được sao chép và sử dụng để mà những mua thực phẩm hoặc là hàng hóa ở trong những cái nơi như là Sam Club hoặc là những cái Walmart, những cái nơi mà có thể là sử dụng được những cái thẻ EBT này. Và hiện nay thì không phải là ở California thưa quý vị, ở Michigan thì cái ông này ông nói rằng là những cái người này ăn cắp thẻ ở California xong rồi lại đem qua Michigan để mà sử dụng để mà mua hàng hóa và rút hết tiền ở ngay tại tiểu bang Michigan. Và vừa qua thì cũng có 15 người đã bị bắt vào tháng 3 ở miền Nam California bị buộc tội là ăn cắp thẻ Cowork và cái vụ gian lận đó tổng trị giá là gần 40 triệu Mỹ Kim các loại thẻ mà tất cả các tiểu bang chúng ta hiện nay đang sử dụng á, là về bản chất tất cả nó giống như là một cái thẻ mà quà tặng không có một cái tính năng bảo mật không có chip cũng như chúng ta không thể chạm vào không để mà giống như chúng ta quẹt thẻ này nọ thì cái chương trình của California được giám sát bởi Bộ Dịch vụ Xã hội California cũng đang ráo riết làm việc để mà người ta nâng cấp lên phát triển và triển khai cái việc mà sử dụng các công nghệ chạm và chip ở trên cái thẻ EBT sắp tới để cho những cái nhóm tội phạm này nó không có cơ hội để mà ăn cắp thẻ của chúng ta và nó sử dụng thẻ một cách bừa bãi như vậy. Và theo cơ quan USDA cho biết rằng là cái số tiền trợ cấp của SNAP chúng ta gọi tắt là SNAP nó là SNAP à, gian lợn gần 20% là tương đương gần 30 tỷ Mỹ Kim một năm Wow. và hiện nay thì cái cơ quan à, những cái người mà giám sát trong cái vấn đề mà cung cấp cái thẻ dịch vụ xã hội này cho những cái người dân ở California nói riêng cũng như là toàn nước Mỹ nói chung thì người ta nói rằng là hiện nay trung bình một tuần là có 20 trường hợp gian lận được báo cáo, có nghĩa là được báo cáo nha, còn những cái trường hợp chưa được báo cáo thì người ta vẫn chưa thống kê được. Cái việc mà bọn lừa đảo uh, ăn cắp những cái thẻ EBT sau đó làm lại thẻ mới và có những cái số pin vân uh, vân đó thì nó xảy ra cũng hai hoặc là 3 năm nay rất là nhiều. Tuy nhiên uh, theo như những cuộc điều tra của các đài tivi đó, thì họ cho biết rằng là nguồn tin thân cận cho thấy là chính quyền của tiểu bang California đã không làm gì nhiều để chặn đứng cái tình trạng này. Có nghĩa là những cái thẻ đó, mặc dù biết là nó bị ăn cắp rồi, có nhiều người người ta nói rằng là ô, đáng lý ra ngày hôm nay tôi phải có một bao nhiêu số tiền đó ở trong ngân hàng thì bây giờ nhìn không còn một đồng nào hết thì đáng lý ra là họ phải chặn đứng cái việc này lại bằng cách là à, tung ra những cái thẻ mới có những cái con chip ở trên đó thay vì chúng ta cầm cái thẻ chúng ta đút nó vào một cái khe rồi mình có thể bấm số pin vào rồi mình lấy uh, ngân khoản ra hay là gì đó thì có thể cầm cái thẻ đó mình chỉ gõ vào thôi là nó sẽ nhận dạng được là cái thẻ đó không cần phải đút vào cái khe nữa nhưng mà hai ba năm nay rồi cái thẻ đó vẫn là cái thẻ cũ và không thấy uh, tiểu bang california có một cái hành động nào để mà ngăn ngừa những cái tình trạng gọi là ăn cắp như vậy xảy ra và cũng theo cuộc điều tra của một số nhà tv đó thì thưa quý vị họ không cho biết nha tiểu bang này không cho biết là đã có bao nhiêu những cái ngân khoản bị rút ra cũng như là bị ăn cắp rồi tổng số tiền là bao nhiêu nhưng người ta ước tính là lên tới cả tỷ đô la luôn thưa quý vị cho nên rất là thành trọng khi mà quý vị dùng cái thẻ EBT của mình nè thẻ mà có tiền ở trong đó như là cao quốc vân vân đó thì rất là thành trọng khi mà chúng ta để ý ở những cái cái nơi mà chúng ta dùng cái thẻ đó cái khe mà chúng ta đút vào để mà chúng ta rút tiền ra hay gì đó vân vân thì chung quanh đó có những cái camera giấu kín để mà quay lại hay không khi mình bấm số pin hoặc là cái khe đó nó có gánh một cái thiết bị gọi là đọc những cái thẻ của mình hay không nữa đó tôi thường thường mà khi đi tới nhà băng đó mà lấy cái thẻ atm của mình mà dùng làm cái gì đó tôi cứ chạm tay vô mấy cái đó nhìn coi nó có cái gì là lạ khác thường hay không thường á thì tới nhà băng chỉ cần cầm cái thẻ ra gõ vô một cái thôi là nó biết cái thẻ của mình liền nhưng mà tính ra em nói là nam giới của mình không phải là em chê nữ giới nha nhưng mà nam giới tụ của em giống như, em cũng giống như anh Trường vậy có nghĩa là em cũng rất là cẩn thận trong vấn đề mà khi mà chúng ta sử dụng những cái thẻ ngân hàng ừ. khi đến những cây atm cũng phải quan sát dừng xe lại cũng quan sát rồi, rồi chúng ta đứng ngay ATM chúng ta cũng quan sát xem là có những cái thiết bị nào theo dõi chúng ta hay không. Cũng rất là hay đúng không anh? Với chứ? lại mình cũng cẩn thận thế là ừ. mình trước khi tới mình nhìn xung quanh coi có ai ngồi trong xe đang nhìn ra mình hay không. Thế dạ. như vậy đó. Thì đó là những cái cách mà quý vị bảo vệ cho cái thẻ EBT của mình. Và không ngờ ha. À, cách đây một năm đó thì có một cái nhóm mà chuyên ăn cắp những cái thiết bị e EBT này đó là người Romanian. Wow. Đó, à, họ nói rằng là À, đã bắt được một số những người mà có quốc tịch là Romanian đang sống ở đây. Nhất là ở vùng San Diego thì cũng có đông người Romanian. Thì những người đó là những người cầm đầu những cái đường dây mà đi ăn cắp những cái thẻ EBT như vậy. Cho nên quý vị nhớ cẩn thận là tại vì tiểu bang thì không có đưa ra cái thẻ mới có con chip và ta thông nghĩ ngạc nhiên ha. Những cái thẻ bây giờ đều có những cái con chip ở trên đó. Đó để mà làm cho nó khó khăn hơn khi mà dùng những cái thẻ đó. Nhưng mà cái thẻ EBT của nhà nước á, thì nhà nước không lo gì hết. bằng chứng là hãng TV họ có liên lạc với lại tiểu bang nói rằng là ủa tại sao không có gọi là nâng cấp lên những cái thẻ mới cho nó có cái vấn vấn đề bảo mật tốt hơn thì không khá có được cái câu trả lời. cho nên à, cẩn thận khi mà mình dùng thẻ EBT của mình ở một số những cái nơi à, mà ở đó thì nó vắng vẻ dễ bị nhìn thấy cũng như là những cái mà nó không nó bị sơ hở nhiều đó. Thì dễ bị anh cắp những cái thẻ đó ờ, Ở trong cái bản tin này Thì người ta cũng có nói là Cái chi phí để làm một cái thẻ đó ừ, Mà chúng ta ừ, làm ừ. con chip đó, Nó chỉ tốn có 12 xu thôi oh chỉ 12 xu một cái thẻ cái con chip để chúng ta sử dụng thành ra lý do tại sao mà một cái số tiền quá rẻ như vậy mà chúng ta không sử dụng để chúng ta áp dụng để cho triển khai để mà làm những cái thẻ mới đó cho những cái người người ta đã thu nhập thấp rồi đã xài cái EBT rồi mà còn bị mất thẻ mất tiền nữa lại không đi làm lại rất là cực mà khi mà khai báo lại cũng rất là cực đúng không, anh Trực chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 1800-990-8319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance xe và nhà giá rẻ hãng bảo hiểm tốt để bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Trở lại với phần 3 của cà phê sáng ngày hôm nay, thưa quý vị Ở Việt Nam thì thường thường người ta nói rằng là có tiền là có quyền, đúng không? Nhưng mà ở Mỹ đó, có tiền chưa chắc đã có quyền <laughs> là Tại vì đó, những công ty lớn, đặc biệt là về công nghệ Thí dụ như là Apple, Amazon, Twitter, Facebook, Google Vẫn thường xuyên bị kiện về những cái làm cách làm việc của họ không phải là có tiền là mình muốn bắt người ta làm cái gì theo ý mình thì làm đâu Đó cho nên cũng có những cái ủy ban bảo vệ người tiêu dùng Họ điều tra coi là cái công ty này làm ăn như thế nào Có vi phạm luật uh, chống uh, độc tài hay không nè à, Phá giá rồi uh, quảng cáo độc quyền này kia hay không Đó thì thường những cái ủy ban như vậy đó bảo vệ người tiêu dùng Họ khám phá ra đến nhiều điều thú vị lắm Ngày hôm nay nha à, Thì với cái việc các bạn tin được đưa lên Đó là FTC tức là Ủy ban giao dịch liên bang đã kiện công ty Amazon vào ngày hôm qua tại một tòa án ở tiểu bang Washington. Về tội đã lừa người tiêu dùng như thế nào để mua cái chương trình Prime Membership của mình. Có nghĩa là họ có những cái chiêu trò khi mà chúng ta vào trang Amazon để mà mua đồ, rồi chúng ta bấm chọn lựa mặt hàng này, mặt hàng kia rồi chúng ta bấm trả tiền thì khi chúng ta bấm trả tiền nhiều khi cái câu trả tiền đó đó nó không có phải là đơn giản là pay không thôi mà nó còn có một câu thòng sao rất là nhỏ nếu bấm pay ở đây có nghĩa là bạn đồng ý trả thêm tiền prime right. membership đó nhiều người không đọc cái, cái cách quảng cáo mà chữ to rồi chữ nhỏ thích nhỏ đó nó là thường xuyên ở đây rồi đó có nhiều khi đó chúng ta đi chợ nha chúng ta đọc một cái tờ báo quảng cáo được gửi về nhà đi thì thấy là để là free trứng một vị trứng nếu quý vị ghé ngang qua chợ ABC gì đó rồi mình hí hận cách cái coupon ra cầm tới nhưng mà không ngờ là cái hàng chữ nhỏ tí nó nằm ở dưới mà phải dùng kính hiển vi để mình nhìn đọc được đó nó để là nếu mua trên 100 đồng đó thường nó là như vậy ở Việt Nam bây giờ cũng vậy đang ngồi Lê Thái nó mua trái cây nó bán trái cây ở ngoài quầy lề đường đó. đó để một cái bạn rất là lớn như là thí dụ như là à, một, 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 50 ngàn đi 50 ngàn nửa ký thì không phải là đề nửa ký mà đề lớn 50 ngàn xong người ta tưởng là một ký nhưng mà thật sự là cái số 1 ở dưới rất là nhỏ số 1 phần 2 á Đúng, phần đó, hai đó, rất đó, là đó, nhỏ đó. giống như người ta bị... tôi, tôi cũng bị lừa đó à, tôi đi tôi đi một dọc đường ở trên có những cái kênh chợ đó thì tôi thấy chỗ nào cũng là nho 50 ngàn một ký chỉ có riêng cái chỗ đó thôi 30 ngàn khí khi hải hận nhà vô thì đứng khi mà tới gần rồi tôi mới thấy cái chữ nửa ký nó tí tèo ở dưới Một phần hai. Đó. Thì đây cũng vậy công ty Amazon đã có những cái chiêu trò khi mà chúng ta lựa chọn mặt hàng chúng ta ấn nút vào lựa chọn này hay là chúng ta trả tiền nè thì nó thông theo cái điều khoản là chúng ta đồng ý để trả thêm 14 đồng 99 cent một tháng hoặc là 139 đồng một năm để mà chúng ta có cái chương trình prime membership tức là vip đó tức là được trả đồ nhanh hơn, được ship hàng tới nhà nhanh hơn, trả đồ không có lệ phí gì hết và được trả chọn nơi mình gần nhà mình để mình mang tới mình trả lại rồi vân vân đó, nó ừ. dễ dàng hơn. Đó, chỉ là như vậy thôi thì FTC mới nói rằng là qua một cuộc điều tra thì họ thấy là rất nhiều người bị dụ vào cái tình cảnh tình cảnh như vậy có nghĩa là họ không biết là họ phải đóng 13 đồng mà 14 đồng 99 một tháng cho lên tới 139 đồng một năm để mà được hưởng chương trình Prime Membership và khi họ phát giác ra rồi đó thì công ty Amazon lại làm khó khi mà họ muốn lấy lấy ra khỏi chương trình đó có nghĩa là quý vị cũng thấy ha nhiều khi chúng ta mở thí dụ như YouTube lên coi đi mình thấy cái trang YouTube này nè rồi trang đồng ý để coi thì cái chữ nó in to lắm và cái chữ là không đồng ý để nhấn vào đây để coi thì nó lại nó ở đâu đâu á mình kiếm không ra luôn á nhiều khi mình nói ủa cái này bây giờ mình muốn cancel nó đi thì mình nhìn nó đâu đó mình nhìn kiếm hoài mà thấy được cái dấu X nó nằm tí tèo ở dưới mà cái chữ đồng ý là điều khoản này điều khoản kia để được coi YouTube như vậy đó thì nó lại to lắm đó cho nên có những cái kiểu cách mà công ty Amazon đã lừa gạt khách hàng dụ dỗ người ta vào chương trình membership mà không cho người ta có cái quyền lựa chọn cũng như là khó khăn khi mà phải lấy cái tên mình ra khỏi cái chương trình farm membership đó thì uh, cái cái vụ phạt này uh, vụ uh, kiện này đó uh, do những học sinh học trường luật ở trường Yale họ hợp tác với lại ftc để điều tra và họ nói rằng là nhất định phải kiện tới cùng cho những người nào đã mất tiền đóng tiền farm membership mà họ không biết là họ đã ký tên vào em là một trong những cái nạn nhân của cái vụ kiện này có nghĩa là em mình là chỉ là một cái con số nhỏ một hạt cát không sa mạc thôi Prime lúc trước em khi mà nó mới có cái cái chương trình Prime này á thì em cũng giống như anh Trường nói nói á, là nó có cái dòng chữ rất là nhỏ xíu ở dưới mà mình không để ý và khi mà mình muốn mình đã vô rồi cứ tự động lấy ở trong thẻ ngân hàng của mình đó. À. rồi bắt đầu mình ủ lý do tại sao tôi không có xài phạm mà cứ ngày nào cứ tháng nào cũng lấy tiền của tôi rồi em gọi lên trên bank bank of america người ta nói là không được cái này mình phải cancel ở trên cái hệ thống của nó thì khi mà mình cancel quý vị cũng, chỉ mình chỉ phải chứ cancel không ra. phải vô không ra mình phải <laughs> vô một cái mục lên trên google search rồi bắt đầu mình search search nó bắt đầu nó chỉ vào đến 4 trang 6 lần 6 lần nhấp và 15 cái tùy chọn thì chúng ta mới cancel được nó và cancel rồi chúng ta mất tiền trước bên bên A hmm. America nó không có đưa lại cái tiền đó cho mình tại vì mình đã ghi danh mình đã đăng ký vào cái Prime đó rồi và rất là nhiều người khi mà chúng ta không để ý chúng ta mua đồ chúng ta bị cái cái vấn đề mà của Amazon đưa vào một cái thế rất là kẹt như vậy và khi cancel vô cùng khó khăn À, em anh cường biết có để ý không nó đề có cái nghĩa là khi mà chúng ta prime thì chúng ta khoảng là một ngày tới hoặc là hai ngày tới nhưng khi mà quý vị chọn một cái bình thường giống như Lê, Lê Thái bây giờ mua đồ trên Amazon không cần vô prime nhưng đôi đôi lúc có những cái location nó rất là gần và những cái đồ ở hãng nó rất là gần mình trong vòng một ngày là đã đã tới nhà mình rồi. Thành ra nhiều khi mà chúng ta phải suy nghĩ lại là có nên sử dụng cái prime hay không? Nhiều người ta vẫn cần những cái hàng gấp thì người ta sẽ xài cái đó, nó tiện nhưng mà đôi lúc những người không cần mà nó đưa vô cái thế người ta là đúng là lừa gạt. Uh, Amazon, Twitter, Facebook, Google, Apple cũng đã từng có những cái vụ gọi là kiện cáo như vậy. Và những cái vụ kiện mà kiện kiện đại diện cho tập thể đó thì nó rất là lớn. Và cái tiền bồi thường lại nhiều khi nó cũng có đến tay chúng ta bằng cách là chúng ta phải tham gia vào. Thí dụ như là ở nhà của mình nếu mình nhận được một cái uh, cái post đó nói rằng là thí dụ nha, công ty ABC gì đó đã dẫn dụ khách hàng bằng cách này cách kia. Bây giờ chúng tôi khởi đơn kiện tập thể. Quý vị nếu tôi thấy rằng là trong quá khứ đó, quý vị cũng đã từng là hội viên của cái gì đó cũng đã từng mua cái món đồ đó Thì dụ vậy. Quý vị nhớ là bấm số một tám trăm mấy 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 để mình tham gia vụ kiện thì quý vị hy vọng được là trả lại một ít tiền thì có nhiều khi đó, có nhiều người nh nhận được cái post cạc nó ở nhà đó không, không có biết. làm gì hết đọc <laughs> đọc xong cái này chẳng liên quan tới à, mình quăng phải không vậy nhưng vậy. cũng có nhiều khi tôi cũng làm được một hai lần nghĩa là thí dụ như công ty gì đó Lường gạt khách hàng gì đó bị phát hiện rồi sau đó họ gửi cái thơ họ cái post nhỏ thôi họ nói rằng là, là văn phòng luật sư gì đó sẽ kiện tập thể cái công ty gì đó về vấn đề lừa đảo thì tôi cũng gọi một tám trăm đang gọi là ghi danh vào đi thì đừng, có một hôm tự nhiên nhận được cái check cũng là năm đồng, hai 25 đồng, 30 đồng gì đó. Khi mà họ bị bắt buộc phải bồi thường đó thì họ bồi thường một cái số tiền rất là nhiều nha. Rồi mình rồi rồi, rồi, rồi số tiền đó sẽ được chia ra cho những người nào tham gia vô cái vụ kiện này. Rồi đó thì có người được nhiều tiền, có người được ít tiền Thí dụ vậy thì tùy theo cái trường hợp. Có có nhiều khi đó bạn bè đã có thí dụ một lần là các công ty T-Mobile đã bị uh, gọi là uh, rò rỉ những cái bảo mật của mình uh, trong thông tin của mình đó rồi bị ăn cắp bị hacker ăn cắp những thông tin rồi họ nói rằng là họ sẽ đền tiền lại cho những người nào có nhưng mà nhớ là phải ghi danh thì họ mới biết được là mình là những người bị như vậy thì tôi bấm đại một tám trăm mấy 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 đó ok mình ghi danh vô đi mình làm như vậy đến lúc mình nhận được tiền đó ô oh, bạn bè xung quanh đó ủa sao tôi cũng có tiền bồ tôi đâu nhận tôi được tiền gì đâu nhưng mà anh anh là còn ghi danh ừ. lên có những cái hãng xưởng thưa, thưa quý vị bây giờ nó cũng kêu kiện như vậy nó sẽ kêu những cái nhân viên cũ cũng như là nhân viên mới à. người ta nói là không có cần phải sai gì hết nếu như quý vị sai vào đây là quý vị không tham gia vào vụ kiện nhưng mà quý vị à. yên lặng hết thì là quý vị đang tham gia vào vụ kiện có nghĩa là chúng ta rất là dễ dàng khi mà tự nhiên là cái check gửi về một số người ở ở, ở trong những cái hãng xưởng người ta cũng được như vậy cái chép mấy trăm <laughs> dạ vâng. chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại quảng cáo bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay

Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng với Nguyễn Trường và Lê Thái. Kính thưa quý vị, à, có rất là nhiều loại thịt mà chúng ta sử dụng ăn trong uh, thực đơn hàng ngày. Uh. Thịt gà, thịt heo, thịt bò, đủ thứ con hết. Từ hải sản, tôm, cua, cá thịt này nọ ở trên bờ, gia súc, gia cầm chúng ta ăn rất là nhiều. À, nhưng mà bây giờ trước khi mà đưa vào bản tin này thì cho một bản tin vui vui trong ngày hôm nay để đỡ căng thẳng chút xíu. Thì Lê Thái hỏi với anh Trường chút xíu là anh Trường có bây giờ ăn thịt chó không? <laughs> à, thưa quý vị. À... Cái câu hỏi này nó cũng khá thú vị Là tại vì người tôi nhớ là có người đã nói Chết xuống âm phủ biết có hay không <cười> <cười> Vậy là có ăn <laughs> Vậy là có ăn Là tại vì đó Hồi trước lúc còn nhỏ Lúc mình còn ở Việt Nam Mình chưa có ở Mỹ Thì cũng có nếm thử một vài lần Thấy nó cũng ngon ngon Nhưng mà kể từ khi qua định cư ở Mỹ rồi à, Quay trở lại Việt Nam bao nhiêu lần đi nữa Thì được mời Và cũng không ăn Tại vì khi mà mình đã học được cái văn hóa phong tục ở đây Mình yêu thương thú vật đó mình nhìn lại thấy tội nghiệp nó lắm đó cho nên không anh kể từ định cư từ hoa kỳ này rồi ờ à, lê thái là một trong những người là gọi là bạn bè hay nói là gọi là ăn tạp luôn đó có nghĩa là <laughs> em có em cũng ăn có nghĩa là động vật rừng này nọ là em đi ăn hết em thưởng thức rất là nhiều con à, nhưng mà riêng con chó con mèo thì em không ăn tại vì mình nuôi nó rồi mình thấy nó nó, nó có cảm xúc rồi nó quá dễ thương đi đúng rồi mà tự nhiên mình ăn con chó đó thì nó quá nó quá tội nghiệp thưa quý vị À, cái vấn đề mà ăn thịt chó hiện nay nó vẫn tồn tại không chỉ riêng ở Việt Nam thưa quý vị mà rất là nhiều quốc gia Việt Nam hiện nay khi mà người ta nói về bỏ thịt chó người ta bỏ gọi là không ăn nữa đó thì nhiều người người ta gọi là người ta giống như là bị bức rứt trong người giống như ghiền sike có nghĩa là người ta ghiền cái mùi thịt chó mà nó nó đúng ra là có những người ở vùng ở miền Bắc là thích ăn rất rất là thích ăn thịt chó hơn là những người ở ở Sài Gòn hà ừ. miền Tây cũng vậy cũng rất là thích ăn thịt chó thịt chó thưa quý vị mà hiện nay thì không phải Việt Nam Trung Quốc đang là một cái vấn đề tranh cãi khi mà người ta có một cái lễ hội hàng năm thưa quý vị và nó diễn ra đúng, đúng một ngày một năm thôi. Và trong cái lễ hội này một ngày đó, đó ở Trung Quốc đó, mà nó tiêu thụ một hơn 10.000 cái con chó trong vòng những cái ngày lễ hội ăn thịt chó đó ở Trung Quốc. Và nó khiến cho rất là nhiều những cái người ở trong cái đội bảo vệ động vật của nhiều quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Hoa Kỳ chúng ta cũng phải can thiệp vào. Và thưa quý vị, các nhóm bảo vệ động vật ở Hoa Kỳ đã đang cố gắng để mà tìm cách để mà giải cứu hàng chục con chó ở trong một cái lễ hội trong một ngày thôi ở tỉnh Quảng Tây nơi mà chúng đang bị tra tấn trước khi giết thịt. Và lễ hội thịt chó này nó nằm ở Ngọc Lâm, Quảng Tây được tổ chức hàng năm vào ngày hạ chí và kéo dài đến 10 ngày với hai cái món chính là thịt chó và vải thiều. Và ước tính là 10.000 con chó bị giết thịt mỗi năm trong cái lễ hội này cái việc mà ăn thịt chó nó phổ biến ở Trung Quốc và một số khu vực khác ở Châu Á và Việt Nam chúng ta cũng có nữa đã tồn tại từ hàng trăm năm nhưng mà những cái điểm khác thường ở cái lễ hội này á là những cái con chó nó sẽ bị hành hạ trước khi mà bị giết do có quan niệm rằng là cái lượng mà adrenaline tiết ra do cái cơn đau sẽ cải thiện được cái chất lượng thịt nó ngon hơn nó thơm hơn và những người mà tham gia cái lễ hội này cũng tin rằng là cái loại thịt chó mà được cải thiện này đó sẽ giúp tăng cái khả năng mà uh, sinh lý tình dục của nam giới và nó xua đuổi những cái bệnh tật như là mang lại những cái niềm may mắn cho con người nếu như mà chúng ta ăn những cái thịt này. Và theo ông Sinagao là thành viên của Hội đồng Quản trị Tổ chức Hy vọng và Sức khỏe Động vật có trụ sở tại LA của Hoa Kỳ, ông cho biết rằng là hàng ngàn con chó hoang và thú cưng đã bị bắt ngoài đường hoặc là bị bắt trộm, sau đó bị nhét vào những cái chiếc lồng đầy uh, dây nhỏ và được vận chuyển đến uh, thành phố Ngọc Lâm để mà chuẩn bị cho cái lễ hội này và những cái con chó đã phải ở trong xe tải rất là nhiều ngày không có thức ăn không có nước uống và sau đó là chúng lại phải bị hành hạ để cho nó tiết ra một cái loại mồ hôi ở trong cái cơ, cái cơ thể của chúng để cho cái loại thịt này nó ngon hơn nó thơm hơn và nhiều cái con chó thưa quý vị trong quá trình vận chuyển thì nó bị nhiễm trùng bị nhiễm bệnh rồi bị ghẻ lỡ, một số con bị dại cũng bị bắt luôn và nhiều người ở trung quốc người ta vẫn không biết đến cái lợi hội này ở cái thành phố ngọc lâm này và khi mà những cái bản tin trong những năm vừa qua nó đưa đưa lên đó thì nhiều người người ta yêu động vật yêu con chó đó người ta bắt đầu người ta lên tiếng và các nhà hoạt động vì động vật ở Trung Quốc người ta cũng đã giải cứu 19 con chó khỏi một cái lò mổ bất hợp pháp ở ngoại ô của thành phố Ngọc Lâm trong trước khi mà trước thềm cái ngày lễ hội chó này nó diễn ra và nói đến cái con chó thì như quý vị cũng đã biết khi mà chúng ta yêu thương một cái con vật nào đó rồi ở ngoài kỳ chúng ta đó người ta coi con chó giống như là cái con luôn vậy đó vào trong mơ vào trong đi shopping hay quý vị đi trên đường quý vị thấy là đẩy những chiếc xe đẩy em nhìn vô em tưởng em bé em nhìn vô em thấy con chó mà thật sự là rất là nhiều những trường hợp như vậy chúng ta thấy rằng là con chó ở Hoa Kỳ chúng ta được cưng, được thương yêu như thế nào. Và khi mà nó đầu thai ở Việt Nam hay đầu thai ở Trung Quốc thì nó vô lòng mỏ nó lên trên bàn bảy món, cầy tờ bảy món thì em thấy là rất là tội nghiệp. Đúng, đúng rồi. À, thưa quý vị à, không phải là chỉ có ở Việt Nam hay ở Trung Quốc người ta vẫn ăn thịt chó à, cái quốc gia mà ăn thịt chó nhiều đó gọi là Hàn Quốc nữa. Dạ, vâng. Đó là cái nơi đó nhà hàng làm thịt chó để bán nữa. À, nhưng mà từ cái hồi mà có thế vận hội năm tôn nhất năm bao nhiêu thì cái làn sóng gọi là không ăn thịt chó ở hàn quốc nó được phát động mạnh mẽ hơn rộng rãi hơn kêu gọi mọi người là yêu thương thú cưng chứ không có đưa nó lên bàn làm chín món bảy món gì hết đó nhưng mà đó cũng là một cái gọi là vấn đề của xã hội có nghĩa là có những người ăn thịt chó vẫn ăn thịt chó người ta nhất định khẳng định là món đó là món ngon quốc hồn quốc túy gì đó và có những người nhất định phải đấu tranh để mà giành lại sự sống giành lại cái sự yêu thương dành cho những con thú cưng à quay qua một bản tin khác à ngọc à, tại vì lê thái nói về à, trung quốc á, thì một bản tin này là mới xảy ra ở bên trung quốc một nhà hàng BBQ ở trung quốc phát nổ vì những cái bình ga ở đó và cái vụ nổ này làm 31 người chết, 7 người bị thương cho tới sáng hôm nay vẫn còn nhiều người nguy kịch đang nằm ở trong bệnh viện thưa quý vị. Vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng đông khách ở Trung Quốc. Cái vùng này có tên là vùng Ngân Xuyên, thành phố Ngân Xuyên ở vùng Ninh Hạ của Trung Quốc và vụ nổ xảy ra vào buổi tối thứ tư giờ địa phương. Theo như nhân chứng kể lại thì có một người đứng cách đó 50 mét thì thấy hai nhân viên trong nhà hàng chạy ra và có vết cháy ở trên người. Sau đó thì ngã đổ sụp xuống trước cửa tiệm và thực khách thì chạy toán loạn hết ra khỏi cái nhà hàng. À, một số những nước mà chưa phát triển, những nước nghèo đó thì cái công tác để mà điều tra những cái việc mà rò rỉ khí uh, gas để nấu ăn đó nó lỏng lẻo lắm và đặc biệt nhiều khi đó cứ đưa tiền nó là xong tức là khi mà nhân viên thanh tra tới kiểm soát coi có đủ cái đầu an toàn hay không đó cứ đưa vài ngàn ra là coi như là ok nấu nướng là tiếp theo vân vân tham nhũng nè hối lộ nè rồi nhân viên không được huấn luyện kỹ càng à, quý vị nhớ là việt nam cũng có bị là một số nước cũng bị mỹ cũng bị nữa rò rỉ khí gas là thường thôi thì có những cái công đội mà mà họ tới họ điều tra coi họ xem xét coi là chúng ta đã có cẩn thận à, khóa những cái vòi gas hay chưa là chúng ta có những cái đường ống nó còn tốt hay không nó có bị rỉ sét gì hay không đó thì những cái đó là những cái mà chúng ta nên thận trọng tại vì cái vụ nổ ở nhà hàng cho thấy là à, nhà hàng này thì à, họ nói rằng là cũng đã có những cái đoàn thanh tra tới để kiểm tra khí gas rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc đưa tiền rồi cho nên mới thông qua bán tiếp tục chứ nếu mà để tình trạng nó nguy hiểm này xảy ra chắc không có được thông qua như vậy. Hiện nay một số nhà hàng ở Việt Nam cũng đã áp dụng cái hình thức làm xài cái khí gas này trong quá trình mà chúng ta nướng thịt ở trong những cái bàn ngồi. Uhm. Thì nếu như mà nó chính vì vậy cho nên cái vấn đề mà cái thương vong cái tử vong ở trong cái này nó quá lớn đi nó 31 người bị tử vong nếu mà nó bị ở cái khuôn viên của bếp không thì em không nói tại vì nó rò rỉ ra ngay chỗ bếp người một cái nhân viên người ta thì phát hiện ra rồi nhưng mà thì nói rồi mà đang trong quá trình sửa thì nó bị nổ nhưng mà nó nổ nó nó nổ ra phía bên ngoài nhà nhà hàng luôn có nghĩa là trong trong lúc người ta đang ngồi ăn thì những cái bếp ga mà nó có 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 ga nó ra nó phát nổ thành ra cái thương vong quá nhiều đi. và đặc biệt nữa là tối ngày thứ tư à, rạng sáng ngày thứ năm thứ năm là ngày một lễ lễ hội lớn ở bên Trung Quốc đó là lễ hội thuyền rồng và nhiều người thì tối bắt đầu đi ăn uống nhậu nhẹ tưng bừng hết cho nên cái số thương vong nó cũng cao là 31 người và có 7 người bị thương nặng, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy cập nữa. À, chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 6 cùng với Nguyễn Trường và Lê Thái. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Dạ vâng, xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Thảo Hoàng Trang Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới và chúng tôi tiếp tục có các bản tin cập nhật liên quan đến nỗ lực tìm kiếm con tàu Titan và <laughs> bây giờ hầu như hy vọng càng ngày càng lụi tàn. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày Thảo Yên hôm nay mát hơn ngày hôm qua nữa. Thì vâng thưa quý vị và thưa anh đúng là như vậy hôm nay đó um, trời à... Um, hơi ấm u một tí Cho nên là đến trưa đó thì Nhiệt độ không có cao như ngày hôm qua Hôm qua lúc mà đâu hai ba giờ Đã lên khoảng 80-81 độ Ở khu vực từ à hành lộ trở đi. À còn hôm nay đó thì có thể khoảng đâu 70 đến 72 độ là cao thôi thưa quý vị. Gió thì hôm nay cũng nhiều hơn ngày hôm qua một tí. Qua đến ngày mai đó thì à gió nhiều hơn à, nhưng mà nhìn chung là từ thứ sáu cho đến chủ nhật cuối tuần đó à, 3 ngày sắp đến à nhiệt độ trung bình là khoảng 74 cho đến 76 độ thôi thưa quý vị ngân hàng trung ương của anh quốc ngày hôm nay tuyên bố do tình trạng lạm phát vẫn còn tiếp tục lì lợm cao và vì thế họ đã quyết định phải tăng lãi suất và như vậy ngân hàng trung ương anh và châu âu đều tăng lãi suất thổ nhĩ kỳ ngày hôm nay đã tăng lãi suất mà khi nói đến thổ nhĩ kỳ chúng tôi cũng để xin nhắc lại lịch sử một chút xíu đó là ông Erdogan trước đây đó lì lợm ông nói rằng à, để theo cái việc mà chính sách của hồi giáo vân vân cái việc mà ông chống lại việc tăng lãi suất và vì thế tất cả thế giới đều tăng lãi suất để chống lạm phát ngược lại thổ nhĩ kỳ chúng ta còn nhớ là cái thời gian mà đại dịch xảy ra thay vì tăng lãi suất ông lại còn giảm và không tăng nữa. Và điều đó đã dẫn đến cái hậu quả là đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ rất thê thảm, tức là bị lạm phát quá cao luôn. Và bây giờ thì ông mới học được bài học sau khi các cố vấn và chính mắt mình nhìn thấy nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng do chiến tranh và do Covid-19, chiến tranh Ukraine. Và ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lãi suất, các ngân hàng Nhật cũng tăng lãi suất hầu hết đều tăng. Riêng ở Hoa Kỳ này, một phần nhờ là lạm phát giảm xuống trong tháng 5 còn 4%, cho nên tạm thời hiện nay là ông Jerome Powell tuyên bố là tạm hoãn tăng phân lời. Nhưng mà ông tuyên bố là sẽ phải tiếp tục tăng phân lợi trong tương lai. Và đối với giới đầu tư thì họ thấy cái chuyện này nhất là Anh Quốc ngày hôm nay tuyên bố tăng phân lợi thì họ thấy điều mà Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng phân lời một cách chắc chắn. Có thể là vào tháng tháng 10, bởi vì tháng 6 này và tháng 7 tạm thời không tăng phân lời. Mà nếu có tăng thì khoảng chấm 25% mà thôi. Vấn đề hiện nay là giới đầu tư không biết được lạm phát sẽ còn giảm trong tháng 6 hoặc là sang tháng 7 hay không. Nếu lạm phát giảm trong tháng này, sắp hết tháng rồi, thì đó là một tin vui. Nhưng mà nếu dạ, lạm phát mà không giảm thêm nhiều nữa đó, thì lại là một tin buồn. Bởi vì quỹ dự trữ liên bang sẽ tiếp tục tăng phân lợi, mặc dù không nhiều nhưng mà chấm 25%. Điều đó cũng uh, gây ảnh hưởng rất lớn đến uh, hoạt động kinh tế uh, tiền lời, lợi nhuận của các đại công ty. Và đó là lý do Dow Jones sáng ngày hôm nay xuống gần 50 điểm. Ngược lại thì Nasdaq lại tăng được 65 điểm. À, giới đầu tư hiện nay vẫn tin tưởng vào ngành công nghệ vào thời điểm này. Có nghĩa là họ tin người tiêu thụ vẫn sẽ mua iPhone, xe điện, rồi các hàng điện tử cho nên hỗ trợ vào các dịch vụ và sản phẩm công nghệ cao và đó là lý do tại sao Nasdaq lên được. S&P 500 thì lên được 2 điểm hơn mà thôi. Công trái phiếu 10 năm là 3,78. Hôm nay tăng chút đỉnh. Trong khi đó thì 2 năm là 4,76 rất là cao. Dầu à, xuống 2 đồng, 70 đồng 60 cent. Đây là giá dầu thô của Mỹ thưa quý vị. À, vàng xuống gần 18 ,50 đồng 50 cent. 1926 đồng 50 sen một Troy ounce. Và thưa quý vị, um, tính đến cho đến bây giờ đó thưa quý vị, cái vụ mà đi tìm kiếm cái tàu lặn Titan đó đã chính thức bước vào những cái giờ phút mà có thể nói là nguy kịch tại vì uh, 7 giờ sáng ngày hôm nay là giống như là cái lượng mà dưỡng khí ở trong con tàu đã cạn kiệt rồi. Thì bây giờ các giới chức họ nói là uh, sáng sớm ngày hôm nay đã bắt đầu họ đã phải thêm một cái giống như một cái tàu mà có y tá với bác sĩ đi theo ra ngoài khơi nữa để mà lỡ giống như họ tìm được con tàu mà họ kéo lên đó thì có bác sĩ ở đó có thể là phục hồi cấp cứu kịp thời mặc dù đã qua hết vài tiếng đồng hồ là dưỡng khí không còn nữa cho nên bây giờ không biết là cái tính mạng của năm người ở trên tàu như thế nào và bên cạnh đó thì báo chí họ có cập nhật một chút đó là người vợ của ông chủ con uh, cái công ty Ocean Gate ông uh, Stockton Rush đó thưa quý vị vợ của ông là bà Wendy Rush thì ra là con cháu của uh, một cái cặp vợ chồng nổi tiếng mà đã thiệt mạng ở trên cái con tàu Titanic đó thưa quý vị ông bà cố à, đúng rồi dạ vâng ừ. thì uh, Quý vị cũng nếu mà coi cái phim Titanic ừ. cũng còn nhớ cái cặp vợ chồng này mà tội nghiệp vô cùng họ quyết định Đấy là à. họ à, à, chết cùng với nhau nằm ở trong căn phòng đó là à, nguyên mẫu của hai người ông à, Isidore và bà Ida Strauss thưa quý vị ừ. và hai người này cũng là giống như là đồng chủ nhân của Macy's vào thập wow. niên 1910 dạ vâng? Sáng lập đầu tiên công ty Macy's dòng dòng tộc này rất là giàu có Yeah. thì uh, bà ida Strauss này có một người con gái uh, sau đó người con gái lấy chồng và sau đó sinh uh, sinh ra bà wendy thưa quý vị thì là cháu uh, cháu cháu great great granddaughter của mm. bà ida Strauss đó thì uh, um, cái thân phận của bà đã giống như là được gia phả um, yeah. cũng như là báo chí họ xác nhận cho nên là có thể là vì cái mối giống như là cái 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 um, cái mối quan hệ cũng như là một cái um, thân thế mà nó sâu xa như vậy cho nên là hai vợ chồng uh, Rose đó là uh, mới đặt cái sự nghiệp là lúc nào cũng đi uh, tìm uhm. kiếm cái cái cũng như là tham quan cái uh, tàu đắm uh, Titanic các vị à, tuy nhiên uh, tin tức sáng nay nói uh, cái đoạn phim mà hai ông bà ôm nhau á, là hư cấu <laughs> là Hollywood thôi <laughs> và họ nói rằng rất nhiều những cái đoạn phim kể cả hai người yêu nhau rồi à, một người à, thiếu à, thiếu nữ à, có một người chồng là vũ phu giàu có gặp các anh chàng nghèo xác sơ ở trên tàu rồi mơ mộng tất cả đều là hư cấu cả những câu chuyện của những người chết thì có thật à, tuy nhiên qua cái đoạn này mới thấy à, cái chuyện mà vợ và giải thích lý do tại sao ông uh, Bruce đi uh, tìm nỗ lực để tạo ra một chiếc tàu có thể đính, đi vào cái ngành du lịch này. Uh, tuy nhiên sáng ngày hôm nay gia đình của những nạn nhân ở dưới tàu Titanic á thì lên án quá dữ luôn. Uh, chúng ta cũng hiểu không có ai muốn ông cố bà cố ông nội bà nội của mình chết thảm trong cái vụ Titanic. Giờ đây họ muốn quên cái chuyện đó luôn và thậm chí mỗi lần nghe đến chữ Titanic lại nhớ lại. Bởi vì trong nhà của họ còn những di ảnh các kỷ niệm bao nhiêu. Thì ngày hôm nay các gia đình này phần lớn là cháu, cháu chắt á. Họ lên án, họ nói tại sao lại có những công ty vẫn còn có nỗ lực đi nhìn ngắm linh hồn của những người chết. Chúng tôi tiếp tục với phần tin cập nhật này, à, đồng thời là nỗ lực của lực lượng tuần duyên Canada, Hoa Kỳ hiện nay như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Gin và Kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866 Happy 2Easy Chuy chuyên bán nệm con su khứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714-487-7889 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714-591-5311, 591-5311 Nature Medic Focodan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá da com Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Ừ, Hoàng Trung Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả à, Sáng ngày hôm nay Một số những người cháu chắt của các nạn nhân Titanic. Họ lên tiếng lên án những cái nỗ lực mà đưa ra các thuyền du lịch tàu lặn để nhìn ngắm Titanic. Họ à, nói như thế này. Quý vị tưởng tượng tôi, chúng quý vị là những người đã chết ở dưới tàu Titanic này. Một ngàn năm trăm mấy chục người đó. Bây giờ không ai muốn nếu có linh hồn á, không ai muốn mình chết cái mộ của mình mà người ta cứ đến mà không phải là xem cái mộ ở bên ngoài không thôi mà đào cả cái mộ này lên để mà nhìn. Bởi vì sao? Họ cho rằng cái xác của Thathanic giống như cả một cái khu mộ vậy đó nhưng mà cái chiếc tàu lạnh này đâu phải là xuống nhìn bên ngoài cái Titanic đâu mà tìm cách len lõi nhìn vào bên trong các buồng của Titanic tương tự như cuốn phim nhưng mà đó là chuyện của cuốn phim à, thực sự thì cuốn phim này cũng đã đến phỏng vấn và nói chuyện và họ làm lễ à, tại nơi à, tưởng niệm cái xác của Titanic này thì cái chuyện đó là chuyện phim còn bây giờ họ nói rằng cái chuyện đó hãy đưa vào quên lãng luôn không ai muốn nhắc lại cái chuyện Titanic nữa À, nhưng mà nỗ lực không chỉ riêng Ocean Gate mà thưa quý vị ở trên thế giới hiện nay cái cái nỗ lực mà đi xuống cái khu vực này vẫn còn tiếp tục. Họ nói rằng vẫn còn nhiều cái bí ẩn mà họ muốn tìm kiếm. Cho nên ngoài cái chiếc mà thay thân ra còn 8 chiếc cả thế giới. Trong đó Anh Quốc, Canada, Australia, Pháp, Mỹ, vân vân và châu Âu. Chứ còn bên phía châu Á thì chúng ta không thấy hoặc là châu Phi nói chung là chỉ có tập trung ở Hoa Kỳ, Canada là có các công ty đang nỗ lực đưa người xuống đây và họ vẫn thường xuyên hàng năm đưa người đến. Thì chưa biết được sau cái vụ này đó, cái nỗ lực mà đưa các tàu lạnh xuống Titanic có còn được tiếp tục hay là chỉ vấn đề nghiên cứu mà thôi. Mà thực sự nói về nghiên cứu đó, thì gia đình của những nạn nhân trong Titanic này họ nói cái việc nghiên cứu này đã có từ bao nhiêu thập niên trước rồi. Chúng ta còn nhớ cuốn phim Titanic đó là xuất cả được à, hình thành năm 1997. Và vì thế trước đó nữa và chính đạo diễn James Cameron cũng là người đã xuống nơi đây và trước đó nữa cũng đã có những cái nỗ lực và họ đã thành công nhưng mà phần lớn là do các chính phủ và các công ty tư nhân và những chiếc tàu lạnh này đã được thông qua tiến trình kiểm định riêng với chiếc thai thân thì không. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao không được phép kiểm định certify nữa từ chính phủ Hoa Kỳ Canada mà Ocean Gate vẫn tiếp tục hoạt động. Thì họ nói rằng hiện nay những chương trình du lịch kiểu mạo hiểm mạo hiểm thưa quý vị thì chính phủ sở tại không kiểm định được cho đó vì vì thế Canada và Hoa Kỳ không kiểm định được những chiếc tàu công ty lấy tiền đi du ngoạn mạo hiểm kiểu này thứ hai nữa là chiếc tàu thai thân hoạt động ở ngoài khơi vùng biển quốc tế international và vì thế không chịu những cái sự kiểm định, à, kiểm soát của các à, quốc gia và vì vậy họ vẫn hoạt động như thường. À, thậm chí cái chuyện đi à, lên núi Everest rồi đi à, vào trong khu rừng Amazon nếu có hoặc là đến những cái địa điểm mà đèo heo hút gió vân vân hẻo lánh không ai kiểm tra được, các công ty địa phương họ tổ chức những cái chương trình mạo hiểm như thế này. Sáng ngày hôm nay bên phía anh quốc đã cử một tàu lặn tức là tàu ngầm tìm thủy đỉnh chính thức đó, đến khu vực này rồi có thêm hai tàu lặn khác nữa được đưa đi nhưng mà bây giờ sáng nay mới được đưa thêm tức là trong ít nhất là hai ngày qua đã, đã có tàu lặn mà không có người điều khiển họ nói đây là những cái tàu có robot họ không muốn có người chết hơn nữa bởi vì xuống ở cái độ sâu như thế này đó cái hiểm họa mà chết rất là nguy hiểm và họ cũng chưa biết được trong cái khoảng thời gian này à, cái tình hình ở phía dưới đấy nó như thế nào cho nên à, họ nói rằng à, nội cái chuyện mà ngay ngày hôm nay mà tìm thấy chiếc tàu này đó cho dù ở trên mặt biển hay là ở dưới đấy đó thì thực sự cái vấn đề mà dưỡng khí của những người này không còn nữa. Cho nên họ nói cho dù bây giờ có tìm thấy được con tàu đi chăng nữa. Thì cái việc mà đưa từ ở dưới đưa lên á. Mất cả ngày trời luôn. Chứ không có đơn giản. À, chúng tôi đã đề cập vào ngày thứ hai đó. Trong cái nỗ lực tìm kiếm. Là nỗ lực đầu tiên đó, là họ sẽ tìm cách đưa một cái sợi dây cáp. Mà cái sợi dây cáp này phải dài hai dặm rưỡi mấy cây số bốn cây số luôn từ trên đó đưa xuống đó là giả thuyết thôi chưa ai làm cái chuyện đó cả thì cái sợi dây cáp xuống nhưng mà đưa cái xuống rồi làm sao mà móc vào cái thuyền này được cái tàu này thì đó là cái vấn đề thứ hai nữa đó nếu móc vào được rồi đó thì kéo từ dưới kéo lên thì cái công đoạn đó mất bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa mà bây giờ thì cũng nghe nghe họ nói rằng nghe, đây là trong cuộc họp báo mới nhất đó họ nói rằng chúng tôi nghe nhưng mà thực sự cái tiếng bang đó đó có thể phát ra từ một bất cứ một cái vấn đề gì có thể là hai cái vật gì đó nó trôi trên biển nó chạm vào nhau hoặc là ở dưới đáy biển có cái vật gì nó chạm vào nhau họ nghe vậy thôi nhưng mà nghe thứ nhất đó, là không biết được là cái tiếng động này là từ phát sinh từ cái gì thứ hai nữa đó có tiếng động đồng ý nhưng mà ở đâu họ nói rằng trong một cái vùng biển bằng cả một cái tiểu bang khổng lồ mà làm sao biết được nó giống như là cái vị ném một cái à, cái kim vào trong cả một cái nhà à, lúa để mà tỉa cho ngựa ăn vậy đại loại là như thế hoặc là cỏ khô cho nên họ nói à, nỗ lực này à, khó khăn vô cùng thì cũng người ta chỉ hy vọng thế thôi sáng nay ngay cả ông đồng tổng giám đốc công ty Ocean Gate cũng đưa ra một tuyên bố họ vẫn nuôi hy vọng và họ nghĩ rằng là cái khả năng sống còn của năm người trong cái chiếc uh, tàu lặn này vẫn còn đó vẫn kêu gọi uh, gia đình nên hy vọng và thưa quý vị, trong khi đó thì cái vụ điều tra của chính phủ Hoa Kỳ kết hợp với lại chính phủ Mexico về cái chuyện mà có hai du khách đến từ Newport Beach ở một cái luxury resort nhưng mà rồi bị đột tử ở đó đó bây giờ nghi ngờ là hít phải tháng khí. Phía chính quyền Mexico cho biết là họ đang tạm thời yêu cầu cái resort này đóng cửa hoàn ừ. toàn để mà họ mở cuộc điều tra. Thì không biết là khi nào mới được giống như mở cửa để mà kinh doanh trở lại thì um ông John Hisco cùng với bạn gái à, hai người này đã bị đột tử vào thứ ba tuần trước mà bây giờ đó à, phía chính quyền Mexico họ chỉ có thể nói là khi mà được phát hiện đó, là cả hai có thể đã chết từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ rồi và hai ngày trước khi mà bị đột tử thì cả hai đã từng phải nhập viện vì có những triệu chứng giống như là ngộ độc thực phẩm và à, tuy nhiên bây giờ đó thì cái à, giống như là giám nghiệm tử thi cũng như là cái death certificate của hai người này chỉ có thể ghi là họ đã hít phải một cái khí gì đó uh, undetermined, không thể xác minh được thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ uh, báo chí cũng như là chính quyền thì họ nói họ nghi ngờ là uh, carbon monoxide thôi chứ trên cái giấy chứng tử cũng không thể nào mà chứng minh được. Tuy nhiên À, bây giờ đó thì à, hai cái người nhân viên của cái xe cứu thương mà cái ngày hôm đó phía à, à, resort họ gọi đến hai nhân viên cứu thương này đó, báo chí ở địa phương cũng cho biết là sau khi mà chở hai người vào phòng làm CPR hồi sức vân vân trong vòng 15 20 phút rồi chở ông John với cô Abby đó, hai người nhân viên cấp cứu này bây giờ chính họ cũng đang gặp những cái vấn đề về sức khỏe mà họ vẫn phải nằm trong bệnh viện. Cái à, mà... Dạ vâng. Hiết thì độc khí gì mà ghê. Hai người này họ nói là khi mà bước vào trong cái phòng đó chỉ trong ừ. vòng 10 phút thôi là họ bắt đầu choáng váng nhưng mà họ vẫn phải ráng làm công việc của mình đến khi mà chở hai nạn nhân vào trong bệnh viện thì hai người này đã có cái triệu chứng ói mửa và Để say sẩm mặt mày à, cho nên là bây giờ mới 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 thấy được trong cái phòng đó cái tháng khí nó nặng đến như thế nào. Tôi tiếp tục với phần tin tức đáng chú ý ngày hôm nay trong thời sự thế giới sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311, 591 -5311. Natural Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Tin liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine vào sáng ngày hôm nay à, Đây là hình ảnh video do phía Moscow, đài truyền hình của Nga cung cấp cho thấy một người ủng hộ Putin xuất hiện trên một cây cầu nối từ Kherson vào Crimea Nhiều cây cầu lắm và chúng ta nhớ là cây cầu chính, cái, cái tuyết, huyết mạch quan trọng nhất đi vào Crimea từ phía Nga đã bị đánh sập Giờ đây cây cầu từ Crimea đi vào Kherson cũng bị đánh sập luôn. Và đây là đoạn video mới nhất cho thấy đoạn cầu bị đánh sập như thế nào. À, cây cầu này mang tên là John Ha Bridge nối từ Kherson vào Crimea John Ha. À, bên phía Nga đã tố cáo là Ukraine đã phá sập và lẽ đương nhiên Ukraine cho đến giờ phút này không tuyên bố gì hết. Như vậy, nỗ lực phá sập cây cầu từ Khe Son vào Crimea là gì? Để quân Nga không còn sử dụng con đường này để tiếp vận nhằm tìm cách lấy lại Khe Son nữa. Khe Son hiện nay vẫn nằm trong tay của Ukraine và Ukraine đang tìm cách đánh sang bên phía Crimea. trong cùng thời điểm này, thưa quý vị, một trong những nhân vật lên án mạnh mẽ nhất quân đội Nga lại là Prigozhin. Không phải Ukraine, nhưng mà chúng ta vẫn không không hiểu được tại sao Putin chưa tiêu diệt cái tên này. Nhưng mà không đơn giản đâu quý vị, không có muốn à, có thể đó là bên phía quân đội Nga muốn ám sát Prigozhin lắm. Xin được nhắc lại, Prigozhin là trùm Wagner, tay trùm lính đánh thuê của à, Putin và hắn hứa hẹn Putin là hắn sẽ chiêu dụ những tay tù trong các nhà tù của Nga để đi đánh. Nếu mà chết thì trước sau gì cũng chết trong tù, nhưng mà thắng thì sẽ được hồi hương. Và Pigozin mới đây tuyên bố đó là có ít nhất cũng 30.000 lính đánh thuê Wagner đã hồi hương chết cũng mấy chục ngàn nữa, thưa quý vị bởi vì họ điều động lên một cái lực lượng lên tới năm mươi sáu mươi ngàn mà còn có ba mươi ngàn về thôi thì picozin tuyên bố ôi à, bọn à, quân đội nga quá là tệ hại cho nên đến giờ phút này đó chẳng làm được gì hết ấy vậy mà crimea có thể sẽ lọt vào tay quân ukraine trong tương lai và thậm chí sáng nay Pigozin tuyên bố là Crimea mà quân Ukraine đã đang tiến dần đến chiếm Crimea. Ông mà tuyên bố như vậy là hoàn toàn mâu thuẫn với các nỗ lực tuyên truyền của Putin. Và thậm chí Putin cũng mới xuất hiện hầu như trong các cuộc họp báo hàng ngày và ông lại lên tiếng nói rằng là quân Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho Ukraine và quân Ukraine thất bại trong nỗ lực tổng phản công này thì mọi người vẫn đang chờ đợi xem những tuyên bố của Prigozhin trong thời gian qua cứ mỗi lần mà quân Ukraine thắng được một phần gì đó chẳng hạn như đánh được sập được cây cầu này rồi chiếm được ít nhất là tám ngôi làng của bên phía Nga đang chiếm giữ thì Prigozhin lại lên án phía quân đội Nga là bất lực trong nỗ lực phòng vệ để mà giữ được các vùng mà ông nói là do cái quân Wagner đã nỗ lực chiếm lại từ à, phía Ukraine trong thời gian qua. Và thưa quý vị, uh, uh, một số tin cập nhật về cái tàu uh, Titan của công ty uh, Ocean Gate đó thì uh, chúng ta cũng biết là cái vụ mà đi lặn xuống dưới vào hôm chủ nhật đó là mới cái chuyến đi lần thứ ba của Titan thôi. Cái chuyến đi lần thứ à, thứ nhì là mới vào hồi tháng 11 năm ngoái năm 2022 thì thật sự ra đó à, công ty này họ có cho một ông ký giả của đài CBS à, một phần là giống như muốn phối hợp với cái đài đó làm một cái phóng sự cho nên bây giờ đó tất cả những cái đoạn video về bên trong cái tàu Titan rồi nó vận hành như thế nào là hoàn toàn từ cái buổi phóng sự năm ngoái mà cái công ty này cho CBS được tường trình cũng như là thông qua họ muốn thông qua cái tường trình đó của CBS để mà quảng bá cho cái 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 công ty này của họ nhưng mà bây giờ đó cái ông ký giả mà ổng đã xem trực tiếp cái 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 cuộc lặn vào năm ngoái đó thì ổng cho biết là trục chặt rất là nhiều mà may mắn là cái đợt đó, đó cái đợt năm ngoái cái tàu này đã không có bị giống như là mất hoàn toàn uh, signal và còn được cái tàu mẹ kéo lên thì ông ký giả tên là david Polk mặc dù ổng không có uh, chui vào trong titan thưa quý vị nhưng mà ổng ngồi ở trong cái chiếc tàu mẹ cùng với uh, những cái người mà chuyên viên để mà điều khiển cái tàu Titan đó cho nên ổng chứng kiến từ cái lúc mà những cái người hành khách đi vào ở trong như thế nào được tàu mẹ đưa ra biển làm sao rồi cái nguyên cái tàu cái 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 cái, con tàu Titan với cái bệ này đó từ từ chìm xuống như thế nào thì ông ký giả này ổng có nói là à, khi mà bắt đầu cái tàu Titan này chìm xuống từ từ ở cái độ sâu khoảng à, 5 cho đến gần 8.000 feet ở dưới mặt nước biển đó thì những cái người nhân viên ở trong tàu mẹ mới à, cắt wifi của những người ở trong cái tàu tên này. À, lúc đó đó trước khi mà cắt thì họ thông báo tại vì hai bên có chắc community với nhau thì à, nghe được là họ nói là tàu mẹ sẽ cắt à, wifi à, với cái lý do là để Uh, giống như là giữ lại cái bandwidth để lỡ có cái chuyện gì thì uh, còn có bandwidth đó để sử dụng nhưng mà ông ký giả ông nghĩ là có thể là cái công ty này đó không muốn những người hành khách ở bên trong cái tàu Titan này có thể sử dụng mạng xã hội để mà thuyết uh, đến những nhiều khi ở dưới đó họ gặp bất chắc hay cái gì đó, họ thuyết thì như vậy nó sẽ không có hay, nó, nó làm nên tai tiếng cho Ocean Gate, tại vì ông ký giả ông nói là cái chuyện này là không cần thiết và đặc biệt à, ông nói là sau khi mà cái tàu này nó xuống cái độ sâu mà mười mấy ngàn feet đó thì có một khoảng thời gian tàu mẹ với lại Titan bị à, nói là trục trặc bị lost communication, uh, communication. mất liên lạc M mất liên lạc thôi quý vị <laughs> à, mất liên lạc đây đó là um, may đó ông nói là cái lần đó đó là vẫn có được tín hiệu là biết cái con tàu Titan ở đâu ừ. nhưng mà giống như là cái người ở bên trong cái người pilot với lại cái crew ở trên cái tàu mẹ đó không nói chuyện với nhau được hoàn toàn mất liên lạc luôn không không nói được là cái tàu ở trong nó bị cái gì thì à, ông ký giả ông nói là mất liên lạc như vậy khoảng 5 tiếng đồng hồ thì chính bởi vì mất liên lạc cho nên là tàu mẹ không thể mà nói cho cái tàu Titan này cái vị trí của xác tàu đắm Titanic Tha nứt nằm ở đâu ừ. cho nên cái chuyến đi này này đó bị kéo dài hơn à, thay vì đi xuống đó 8 tiếng thì thành ra là mười mấy tiếng đồng hồ yeah. thôi quý vị mà nhưng mà cũng may là bởi vì chỉ bị mất liên lạc thôi và sau 5 tiếng đồng hồ thì chắc Uh, hên là giống như phục hồi lại được cái communication cho nên là uh, nói chuyện lại được, rồi uh, định vị được, rồi cái cái tàu mẹ cũng chỉ cho cái tàu Titan này cái uh, cái 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 xác tàu đắm nằm ở đâu thì cuối cùng là vẫn hoàn thành cái chuyến đi. Ừ. Những người mà trả 250 000 đó họ vẫn xem được Đúng. nhưng mà đến khi mà trồi lên á thì họ cũng nói là cái um, giống như là cái cái kinh nghiệm đi lần này đó giống như nó không có smooth như họ tưởng và cái lúc mà bị mất liên lạc thì họ cũng cảm thấy rất là sợ hãi. Ngày hôm qua có một người cũng là tỷ phú, ông nói là cuối cùng ông ông yêu cầu ông đánh rọc đâu 10.000 để có deposit deposit 10 không? ông đòi Sao, tiền lại. Ông lấy tiền lại, ông nói tôi nhìn qua nhất là tôi thấy cái ông kia Ông cầm cái đồ chơi game mà ông điều khiển á và ông xem lại cái tiến trình để kiểm tra về độ an toàn ông đó nói, oh, oh, oh. nói không không thể giao phó cái mạng mình cho cái chiếc tàu Titan này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong đó, ngày hôm nay chính thức gia đình của tỷ phú anh Đinh lên tiếng về cái vụ tìm kiếm hiện nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chinh và Kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy 2Easy Chuy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền On You Can Eat 714-591-5311, 591-5311. Nature Medics độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website canhnuonggiajon.com. Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 8664359746. Chào mừng các bạn tin đáng chú ý. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục theo dõi những cái tin cập nhật để chờ đợi xem coi. Bây giờ thì thực sự đó có thêm hai tàu lạnh nữa đang tiến đến cái khu vực Titanic. Họ hy vọng phần lớn đó, cái điểm tập trung bây giờ là ngay phía ở trên chiếc tàu Titanic cũng như nằm ở dưới đáy. À, vào sáng ngày hôm nay chính thức à, đầu tiên là gia đình của tỷ phú Harding người Anh đó thì hôm nay họ lên án công ty ocean gate họ nói it took far too long họ nói tại sao công ty này chờ tới 8 tiếng đồng hồ mới gọi điện thoại báo cho lực lượng tuần duyên ngay sau khi mất liên lạc họ nói lẽ ra đó khi mà chiếc tàu này thưa quý vị chiếc tàu này, à, đi vào sáng sớm sau nhiều ngày đình trệ bản tin ghi nhận lý do cái thời điểm đó sương mù rất nhiều ở vùng biển đại tây dương và vì sương mù nhiều đó nguy hiểm và chưa kể biển động nữa thì phải chờ cho đến khi nào thời tiết họ thấy bắt đầu sương mù hết tình hình nó êm lại mới cho đi cho nên cái ngày chủ nhật là cái ngày tốt nhất sau khi cái cửa sổ thời tiết cho phép trong suốt tuần lễ này biển êm rồi không có bị sương mù thì bản tin nói đó là cái nhóm này đó họ mong chờ dữ lắm cả năm người nhất là ông chủ tịch nữa và kể cả à, hai bố con người Pakistan đó mong ngóng họ nói oh. à, bản tin cũng cho thấy là tất cả những người này ai cũng muốn mạo hiểm hết đó là lý do tại sao Harding rồi bên phía ông Dewu của bên à, à, Pakistan đó, rất muốn mong muốn và trả nhiều tiền đi như vậy thì sáng sớm ngày hôm đó ra và mới lặn được một khoảng một tiếng rưỡi thôi. Tức là chưa khoảng một phần ba của đoạn đường từ trên đó đi xuống đó. Thì mất liên lạc. Mất liên lạc như vậy mà không hiểu tại sao công ty Ocean Gate, tàu mẹ ở trên đó, chờ đợi. Chắc có lẽ là họ nghĩ rằng cái chuyện mất liên lạc là cái chuyện thường tình. Cho nên họ cứ chờ, chờ, tiếng này qua tiếng kia. Bởi vì sao? Trên nguyên tắc mỗi 15 phút chiếc tàu lạnh thai thân này sẽ chuyển tín hiệu lên chiếc tàu mẹ mỗi 15 phút. Ấy vậy mà gia đình nói tại sao chờ mất liên lạc rồi. 8 tiếng đồng hồ sau, tức là đến khuya chủ nhật mới gọi cho lực lượng tuần duyên để báo là chúng tôi không biết được chiếc tàu này đang ở đâu, không liên lạc được nữa. 8 tiếng đồng hồ, bao nhiêu lần liên lạc như vậy, mà lẽ ra có thể là họ chỉ chờ trong vòng 1 2 tiếng nếu như vậy đó thì gia đình vẫn còn hy vọng nói rằng cuộc uh, tuần uh, tìm kiếm đó vẫn còn kéo dài được và vẫn còn hy vọng ít nhất là 6 tiếng đồng hồ. Nếu như mình cho phép là trong khoảng 2 tiếng đồng hồ để báo đi, đằng này họ nói rằng 8 tiếng đồng hồ. và vì bây giờ bắt đầu uh, Lẽ đương nhiên Ocean Gate chắc đã à, giải tán, phá sản luôn chứ không thể nào tiếp tục được hoạt động theo cái kiểu này nữa. Và trong khi đó, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì à, thứ nhất công ty Boeing cùng với trường đại học Washington đó đồng loạt đưa ra giống như là những cái phản hồi về cái chuyện mà báo chí đó bây giờ họ lấy lại cái 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 lời phát biểu của ông chủ Ocean Gate ông Stockton Rush trong một cái cuộc họp báo năm 2021 đó là Ocean Gate ăn mừng cái chuyện cái chuyến thám hiểm lặn đầu tiên thành công thì sau khi mà ăn mừng đó, thì ông này ông nói là ổng có ông muốn bày tỏ cái lời cảm ơn công ty Boeing cũng như là trường đại học Washington trong cái chuyện là à, công ty cái trường đại học này đó đã giống như là support trong cái chuyện ở Ocean Gate Design và build ra được cái 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 tàu lặn Titan này thì à lúc đó đó khi mà ăn mừng tuyên bố um lùm xùm như vậy thì à, boeing với lại trường đại học không có đưa ra phản hồi gì hết nhưng mà bây giờ gặp chuyện lớn và bị báo chí đào lại cái này đó thì boeing à, đã nói là công ty này đó không hề là industry partner cũng như họ không hề tham gia vào bất kỳ cái khâu thiết kế bản vẽ hay là cung cấp công nghệ hay là tham gia vào cái chuyện mà build cái tàu này cả chấm hết công ty boeing nói như vậy còn riêng trường đại học Washington đó, thì họ cũng nói là à, cái à, apply physics lab của cái trường này đó à, không có hề mà tham gia vào cái chuyện thử nghiệm hay là thiết kế ra cái Titan mà à, cái, um, cái, cái 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 lý do mà ông chủ của Ocean Gate đó ông cảm ơn cái trường đại học này thì trường đại học này họ cũng nói chi tiết đó là từ năm 2016 đến năm 2022 Uh, Ocean Gate đó giống như là có thuê cái phòng lab của cái trường này, cái phòng lab uh, gọi là apply Physics Lab nó có một cái thang mà cái dạng mà chắc cho những cái thiết bị lặn như thế này nó khổng lồ thôi quý vị. Rồi chắc nó có đủ cái thiết bị để mà test lặn xuống như thế nào rồi nói chung là ổng thuê 9 lần nhưng mà giống như là mỗi một lần đều ký contract và cái trường đại học này họ nói là không có cái người nhân viên nào của họ ở đó để mà hmm. giống như issue verification là giống như là cái chuyện mà ông thử nghiệm nó thành công hay thất bại giống như trường đại học họ không biết gì hết mà họ nói là trong 9 lần này đó hết 6 lần là ổng thuê Ổng thử nghiệm vào ban đêm à, cho nên cái chuyện mà ổng thử nghiệm đó là giống như nói, nói đơn giản là ổng thuê cái thang của cái trường đại học rồi muốn làm gì ông làm trường đại học không có biết đến ừ. nhưng mà khi mà ổng có cái chuyến mà lặn đầu tiên mà thành công năm 2021 thì ông cảm ơn quá trời ông nói là cái trường này có support ổng rồi vân 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 thì bây giờ trường này ý bây giờ mà là họ ý là họ nói là họ không có tham gia vào Sợ. cái chuyện design mà bây giờ nó fail mà có à, nguy hiểm tính mạng của năm người như thế này thì lúc mà họ thành công họ cảm ơn đó tại tại sao không phản hồi bây giờ có chuyện thì đưa ra hai công ty cùng một lúc đưa ra cái phản hồi là chúng tôi không liên quan gì hết tin tức chúng tôi nghe đó là ông tiếng ông tổng giám đốc và những cái thông tin ở trên trang mạng của Ocean Gate cũng báo là cái tiêu chuẩn cái thiết kế là đã được Boeing ha? nhớ cho nó có chắc tới Boeing và kể cả các uh, uh, công ty và kể cả trường chuẩn thuận kiểm nghiệm và chuẩn thuận thì đó là tuyên bố nhưng mà ngày hôm nay đã rất nhiều các chuyên gia họ nói toàn là những cái tuyên bố gọi là tuyên truyền của OceanGate đưa ra mà thôi để một hình thức thuyết phục những ai mà nghi ngờ là liệu rằng các thiết kế này có an toàn hay không. À, thật nhanh thưa quý vị à, đầu tháng 7 này California sẽ có khoảng 8 luật chính thức được ban hành. À, chúng tôi không có thời gian để gửi đến quý vị à, 8 à, luật này nhưng mà vào à, thứ hai chúng tôi sẽ đề cập thêm chi tiết, trong đó có hai luật thật nhanh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc mà à, mua bán nhà cửa và đồng thời địa ốc, trong đó có cái luật Housing on Commercial Size And a along transit plus jobs có nghĩa là uh, chính uh, quyền California đã được ông Gavin Newsom ký trong cái đạo luật mang tên AB 2011 và SB 6 SB 6 uh, uh, cho phép được xây dựng tại những khu đất mà lẽ ra zoning chỉ cho phép làm retail tức là cửa hàng thôi Thí dụ như quý vị đi trên đường Brookhurst và Garden Grove, chú thấy cái con mảnh đất rất trống của Garden Grove hai bên luôn, một bên trước đây là là cái tòa nhà bán nội thất, còn bên kia đó là cái dealer xe hơi. thì bây giờ đó chính quyền California cho phép được quyền xây dựng và chúng ta thấy cũng trong thời gian qua đã được phép rồi nhưng mà lần này mới chính thức vào đầu tháng 7 đó. không những vậy mà trên các tuyến đường mà nếu như chính phủ sử dụng để xây dựng các xa lộ hoặc là những tuyến đường xe điện vân vân tốc độ cao đó thì vẫn được phép xây nhà. Thì bây giờ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các khu đô thị lớn từ Anaheim xuống tới Huntington Beach vân vân và kể cả những khu đất khác mà trước đây còn bị ngăn cấm thì luật california này cho phép để làm sao giảm bớt cái tình trạng vô gia cư như vậy dễ dàng hơn và điều này cho thấy rằng trong tương lai đó nhà ở sẽ ở trên còn ở dưới vẫn được phép bán hàng một số thành phố cho phép rồi chúng ta thấy rồi nhưng mà luật này đó mở rộng hơn dễ dàng hơn để xin giấy phép xây nhà ở ở bên trên mà ở dưới thì bán hàng Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý các tác giả. Mời quý vị vào trong trang nhà lướt được sài gòn tv com để theo dõi phần livestream, đọc các bản tin cập nhật. Vào trong YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Chiều nay trở lại với tin nổi bật với Đinh Quang Thái quý vị nhé. Xin chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.